Sẵn đây có cái 4.000 người, hy vọng là tối nay kênh YouTube của Mai Thiên Vân sẽ được thêm 4.000 subscriber nữa. Đó, ông giả bộ quảng cáo cái trang của em để mọi người đi qua sập cái trang của ổng đấy. Không, trang của Quang Lê là nhiều lắm rồi. Dạ, cái trang của Lê tới cả triệu người rồi. Mà trong đó cũng được cả 100.000 người tại Mỹ, còn rồi tại Úc này kia cũng nhiều. Nhưng mà riêng Vân thì mới làm, mới nghe lời Lê làm cái trang YouTube để đưa nhạc lên để bà con khắp nơi nghe. Nên Vân cũng dồn rất là nhiều tiền để làm. Nhưng mà YouTube thì thật sự là bật cắt không quý vị. Thật luôn á, mình bỏ tiền bật 100.000 mà tôi về bật cắt không mà. Nên quý vị cũng về đăng ký rồi mở nghe rồi ủng hộ mấy đứa vậy đó. Tức là mà nấu ăn cũng coi nha quý vị, làm gì cũng coi nha quý vị nha. Không coi thì nghe cũng được. Mình bấm cái nút màu đỏ đỏ đó nha. Thì có nhiều muốn tâm sự quý vị lắm, nhưng mà thôi thì bây giờ sợ không có đủ vàng. Thì thôi bây giờ mình hát tiếp một cái bài lâu rồi chưa hát lại cho quý vị nghe. Đó là bài hát được mang tên Gõ Cửa.